Ngày hôm nay thì đánh được tổng là hiện tại bây giờ là hơn 7 giờ là được 8 con anh em này. 3 con em bắt về thịt. Còn 5 con thì anh Thiêm anh ấy bắt cho khách. Đấy, hiện tại giá cò thì 35 anh em nhé. Đấy, dạo này nó dịch bệnh nó giảm tí. Lại xin chào toàn thể các anh em là thợ bẫy cò trên mọi miền Tổ quốc. Thì tình hình ngày hôm qua tất cả anh em ở khu vực đánh cò di cư đợt cuối có được nhiều. Ngày hôm qua em với anh đánh đây thì được hơn 20 anh em ạ. Đấy, lúc sau về anh ấy được thêm mấy con nữa. Còn ngày hôm nay thì tiếp tục đi chiến đấu anh em. Đấy thì cái mẹ đầu tiên được 2 con, anh đang bắt 1 con kia là 3. Bây giờ hiện tại mới hơn 5 giờ một tí thôi. Đấy, 2 con này. Đây là cận cảnh cò dính keo này anh em này. Đấy, nó dính vào nhau như này thì nó chả bao giờ nó bay được. Đợt cò cuối này ra thì tuyền cò lưng bạc rồi anh em. Đấy, cò lon. Đấy, cái cò mà cuối cái vụ tháng 8 nó di cư. Bây giờ bắt đầu cuối tháng 3 bắt đầu nó về. Còn cái loạt cò di cư, loạt đầu, loạt cổ đỏ lưng xanh ấy, loại to lắm anh em. Còn loại này bé. Đấy, hiện tại thì đang dịch riết thì giá thành của nó xuống mất mấy nghìn một con. Hiện tại chỉ có 35 nghìn một con thôi. Đấy, rất là rẻ anh em. Để đi đánh nếu mà không được chục con là cũng ngày không đạt được ngày công đâu. Còn về cò đi thì nó vẫn từ Nam ra Bắc. Đấy thì nó đi theo hướng này. Cái này, cái kia là anh đang cầm một con lên này anh em này. Đấy. Đấy, bây giờ hiện tại bây giờ được 3 con là cũng phấn khởi rồi. Bởi vì sáng sớm mà. Đấy, còn lát nữa cò đàn nó ra thì em lại quay cho anh em cùng xem. Bây giờ thì tắt máy quay đi anh em nhé. Này đánh cò lẻ anh em. Mùa đẻ. Tổng về sáng nay được 6 con. Tinh được cò 1 thôi. Hết cò đi à. Khả năng nó lại dừng mấy hôm nó mới lại đi tiếp. Đây cò đây. Đây là 5 con. Đấy 1 con giờ ra bắt cò anh em. Được 1 con ở góc kia anh em kìa. Đấy ngày hôm nay nắng sớm lắm anh em. Bây giờ chắc là 6 giờ 15 thôi. Lắng to rồi. Cò kìa. Xuống đúng chỗ khe nước chảy. Cò rất là thích xuống những khe nước chảy chảy kiểu này anh em này. Chảy này thích xuống lắm. Đấy, một con. À, tổng là được 6 con rồi. Đánh tuyển cò 1 thôi anh em. Cái mẻ nào chưa mẻ nào được 2 con. Được 2 con nhưng mà nó không bay cùng nhau. Đấy, đánh xuống 1 con, 1 con đâu lại theo ra đấy dính. Ở này thì nó không xuống, đa số là xuống theo cái hướng ngược với mặt trời, xuống thẳng vào đây là nó chói mắt này, nó không nhìn thấy nó xà là xuống góc đấy là nó dính. Bây giờ thì lại lên chỗ ngồi anh em nhé, đây, có cò thì lại tiếp tục quay cho anh em cùng xem. Này anh em, đây, một con xuống rồi, 3 con theo sau rồi, cò di cư. Này mãi không phải lừ. Nói chung là được một con ra là cũng yên tâm. Hãy được đi nhặt cò. Em tưởng có 3 con này. Đây một con trên đầu rồi bó mẹ đến nơi. Chói mắt không nhìn thấy gì. Ngày hôm nay nắng sớm quá. Con dưới nó dậy không? Bó cào thị nhỉ. Đi. Vòng này bắt đầu nó chết này. À, thấp độ cao. Mỗi một con quay lại rồi nhé. Hai em. Giờ nó lại quay lại. Nó thấy xuống rồi nó mới quay lại. Khốn lắm. Giờ ra bắt cò anh em. Đây được 2 con anh em. Một con nằm góc đây. Một con góc kia. Đây lâu lắm này thì mới thấy cò nó xuống cái bờ này. Đấy, nhưng mà nó chỉ xuống chỗ vũng nước rồi thôi anh em này. Đấy nước chảy. Tuyền cò lưng bạc. Ồ. Con này khá là to. Bên kia anh đang bắt ra một con nữa. Úi. Con này ngon này anh Chiến đây. Con tè.
Hôm nay vẫn sớm lắm anh em, chắc chỉ có bây giờ chắc là gần 7 giờ thôi, cũng được 8 con rồi. Ui, đàn chim ngói anh em. Đàn chim ngói này không quay được. Đàn ngói này anh Chiến đây, 2, 4, 6 con. Bay đúng hướng Bắc Kha hôm qua đây. Năm nay nhiều chim ngói lắm anh em. Anh em nào có đam mê bộ chim môn chim ngói thì ở vụ tháng 8 này phải chuẩn bị đồ đòn ngon. Đợt này nó di cư chắc năm nay nó phải bay vỡ rời mất. Bây giờ thì lên chỗ ngồi anh em nhé. Ngày hôm nay thì đánh được tổng là hiện tại bây giờ là hơn 7 giờ là được 8 con anh em này. 3 con em bắt về thịt, còn 5 con thì anh Thiêm anh ấy bắt cho khách. Đấy, hiện tại giá cò thì 35 anh em nhé. Đấy, dạo này nó dịch bệnh nó giảm tí. Đại ca kiếm cái dây buộc đi. Đi buộc lại. Cò ấy đã. Mẹ mới mọi tất động. Tí mùi chúng mày. Lại mẹ mò. Khổ ông này. Đấy. Cho à? 5 con này là cũng tính là hơn cân nhỉ. Mà rẻ nhỉ. Đi mẹ hôm qua làm chân giò à? 1.6 lần này mẹ cứ căn bản đi qua con mũ cứ lôi nhiều lần quá lẻ ạ. Chân giò à? Chân giò lợn. Ngon đấy. Ba con này về om dưa này. Om dưa không phải thui nhỉ anh Kiều nhỉ? Thôi đéo. Bật nước sôi mà bật xong nó bóp cho tí muối vào. Ngày hôm nay. Bóp đâu? À, nhìn à, dùng đấy thì cầm buộc em nó quay. Lục thợ cò đi nhỉ. Sách đi lúng khủng kìa sợ. Đấy. Mình ra toàn ngồi còn ngắm. Năm nay anh Thiêm đánh cò đen. Thiêm giá trị đỗ được môn cò với thằng này chỉ đẹp đâu có sới ấy đâu, sân nó đẹp. Ngồi buổi sáng chả ăn đéo nó bay. Này bỏ trang một mày cất ngay cho bố cái lọ nhựa này. Lại nghiện. Đừng để tao phải dậy sớm thức khuya. Lông dính 8 con hôm nay nó còn ít lông hơn hôm qua nhỉ. Hôm qua được 22 con, lông chịu chịt. Rồi, bây giờ thì xin chào anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở buổi đánh cò ngày mai.